Lưu Học Nghĩa comeback cực mạnh yêu người đã có con trong Thanh Lạc sau Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Mới đây, sau thời gian chờ đợi thì phim mới của Lưu Học Nghĩa cũng đã được lên sóng. Trước dự án lần này, Lưu Học Nghĩa được fans biết đến thông qua Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Anh vào vai Bách Lân Thiên Đế Hạo Thần, hay thường được gọi là Hạo Trà Xanh do câu nói cửa miệng. Ta làm tất cả đều là vì tam giới, nhưng sau lưng, những chuyện anh làm lại vô cùng ích kỷ và tàn ác. Trước đó, anh chàng cũng từng góp mặt trong các vai phụ của những bộ phim đình đám như Thiên Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết do Dương Tử và Nhậm Gia Luân đóng chính. Trong phim, Lưu Học Nghĩa vào vai Thiên Đế lụy tình nhưng không kém phần khôi hài. Sau thành công của vai diễn Hạo Thần, tài nguyên của Lưu Học Nghĩa ngày càng nhiều hơn. Cụ thể, anh nhận được 2 dự án phim mới của Hoan Thụy, đóng cặp cùng Trương Dư Hi trong dự án phim hiện đại Khi Màn Đêm Gợn Sóng, và Thanh Lạc, dự án cổ trang đóng cặp cùng nữ chính Vương Tử Vy. Drama Thanh Lạc được chuyển thể từ tiểu thuyết Khanh Đa Nhi Tử Quỷ Y Nương. Thanh Lạc được thực hiện dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Lưu Trần Minh. Bàn tay đã làm nên danh tiếng của Vân Tịch Truyện 2018, Ta Ở Đại Lý Tự Làm Thú Cưng 2018 và Lượng Thế Hoan 2020 trước đó. Ngoài Vương Tử Vy và Lưu Học Nghĩa, bộ phim còn thu hút bởi dàn diễn viên trẻ đầy triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ như Đại Tư, Tô Kỳ An, Phó Hiểu Đông, Từ Hạc Nghi và Hậu Duy. Chuyện phim Thanh Lạc bắt đầu từ Ngọc Thanh Lạc do Vương Tử Vy đảm nhận, người biết đến là một thiên tài y học. Nhưng biến cố đột nhiên xảy ra với cuộc đời cô, khi cô biết mình mang thai nhưng lại không rõ cha của đứa bé là ai. Vì thương con nên cô quyết định hạ sinh đứa trẻ và đặt tên là Nam Nam. 7 năm sau, trong quá trình vừa nuôi dưỡng con vừa tu luyện mà Thanh Lạc đã phát huy được y thuật độc môn của mình và trở thành quý y vang danh khắp thế gian. Cô quyết định dắt theo con trai mình đi báo thù cũng như tìm người cha cho con mình. Lúc này, Ngọc Thanh Lạc vô tình gặp được vị hoàng tử của Phong Thương Quốc là Dạ Tu Độc do Lưu Học Nghĩa đóng. Vì có ngoại hình tướng mạo giống hệt với kẻ thù của cô là Dương Tu Thành mà Dạ Tu Độc luôn bị xem là cái gai trong mắt của Thanh Lạc. Dù vậy nhưng anh cũng không thể nào hiểu ra lý do tại sao mình bị ghét đến như vậy. Cuối cùng, Ngọc Thanh Lạc dần nhận ra mình đã hiểu lầm Dạ Tu Độc sau khi trải qua nhiều khó khăn thử thách. Trong khi đó, mẹ con nữ chính luôn được nam chính che chở bảo vệ một cách chân thành mà không đòi bất cứ điều kiện gì. Trải qua nhiều thử thách sóng gió, cả hai dần nhận ra thành ý của đối phương và bắt đầu đắm chìm vào tình yêu lúc nào không hay. Về sau, Ngọc Thanh Lạc vô tình phát hiện Tu Độc chính là cha ruột của Nam Nam, người mà bấy lâu nay mẹ cô tìm kiếm. Chuyện tình của cặp đôi Ngọc Thanh Lạc và Dạ Tu Độc dự đoán sẽ trở thành một bữa tiệc cẩu lương. Ngoài những tình tiết sùng ngọt, bộ phim Thanh Lạc sẽ còn khiến khán giả cười ngất về những ngang trái trong mối quan hệ chóe ngoe này. Một người là thần y nổi tiếng lan xả giang hồ, người kia lại là thanh niên tự luyến, bị ám ảnh đối xứng, cứ hễ thấy máu là ngất xỉu. Mối quan hệ này càng trở nên ngược khi mà Thanh Lạc lại thuộc tuýp phụ nữ mạnh mẽ, trong cô dường như không hề có khái niệm ngồi im chờ đợi tình yêu. Liệu với sự trái ngược này và những hiểu lầm đã có sẵn, gia đình ba người họ có thể lại sum họp vui vẻ, hạnh phúc cùng nhau nắm tay đi đến tương lai phía trước hay không? Vai nữ chính Ngọc Thanh Lạc được diễn viên Vương Tử Vy đảm nhận. Nữ diễn viên sinh năm 1996 là một gương mặt trẻ trong làng giải trí Hoa ngữ. Xuất thân từ Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc, cô đã bắt đầu tham gia nhiều chương trình giải trí từ năm 2014. Vương Tử Vy được công chúng biết đến qua vai diễn Tĩnh Hiểu thông minh xinh đẹp trong bộ phim nổi tiếng Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần. Nhờ vẻ đẹp dịu dàng nhưng cũng cá tính của cô, cặp đôi Tĩnh Hiểu Lục Dương được rất nhiều fan yêu mến. Ngoài ra, Vương Tử Vy cũng tham gia nhiều bộ phim khác như Nguyễn Thanh Phàm Trần, Minh Lan Chuyện và Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển. Sánh vai với Vương Tử Vy trong Thanh Lạc là bạn đồng môn, đàn anh Lưu Học Nghĩa. Bắt đầu tham gia diễn xuất từ khi chưa bước chân ra khỏi ghế nhà trường, tính đến nay, Lưu Học Nghĩa đã có gần 10 năm lăn lộn trong nghề với số lượng bộ phim lên đến 2 con số. Trong khoảng thời gian đó, anh dường như được đóng với dòng phim cổ trang có yếu tố kỳ ảo. Với sự trở lại lần này, điều mà khán giả chú ý nhất ở đây chính là độ hài hước của Lưu Học Nghĩa trong hậu trường phim. Anh chàng không ngừng tấu hài cả trong phim lẫn ngoài đời. Anh còn được fans phim đặt biệt danh là cây hài của Cbiz, bởi phim có nghiêm túc đến đâu thì nhìn mặt anh chỉ thấy buồn cười.